Xin chào cả nhà, đã quay trở lại kênh Quang Miền Tây Vlog. Xin chào mọi người, xin chào cả nhà ta. Rất là vui đón tiếp các bạn một cách nồng nhiệt nha. Thì hôm nay vẫn tiếp tục với công việc nấu ăn nội trợ, thì mình sẽ làm một món ăn trong gia đình, đó là món là sườn xào với khóm. Một món ăn rất là đơn giản với các bạn đó. Thì đây, mình trước khi bước vào mà nấu ăn thì mình cũng xin giới thiệu với tất cả nhà ta nhé. Thì đây là 700g sườn à, và đây là nửa trái khóm. Thì khóm hay còn gọi, ngồi ở ngoài miền Trung gọi là thơm, ở trong miền Nam thì gọi là khóm, ở chỗ mình ở thì gọi là khóm luôn. Và đây là hành, hành tím, hành lá, tỏi và ớt. Ớt thì gồm ớt đỏ, ớt xanh. Bây giờ bước đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện đó là sơ chế cái thịt nha các bạn. Thì sơ chế thịt mình sẽ bỏ vào đây muối mà một muỗng cà phê muối nha các bạn. Đó. Rồi mình sẽ đổ nước vào đây, bỏ thịt vào đây. Đó. Và mình đây là nước sôi nha các bạn, mình sẽ đổ vào dầm thịt. Luôn nha. Lúc thịt luôn. Rồi, đây mình sẽ dầm thịt nha các bạn. Cho những chất dơ ra mà. Dơ ra mà vừa làm cho thịt mềm nha các bạn ơi. Nửa trái khóm nha các bạn. Mình sẽ cắt nha. Mình sẽ cắt vì trái khóm này nó to quá. Nên mình cắt hai. Nha. Rồi xong, mình sẽ xẻ ra. Bên này mình cũng xé ra. Rồi mình bỏ cùi nhé các bạn, bỏ cái cùi này đi, cùi này nó cứng. Các bạn ơi, giờ mình sẽ cắt từng lát nha các bạn. Lát ra thì mình cắt hơi dài một chút nha. Khóm mình đã sắc rồi các bạn nha. Khóm thì mình lựa nó vừa chín tới ha các bạn, nó không có nhũn, chín quá nó sẽ nhũn. Bây giờ mình sẽ sắt rồi mình sẽ đâm dập ha, để mà ướp thịt nha các bạn. Đây làm nước sốt ướp thịt. Đây là ớt sừng, ớt sừng. Vừa phải thôi nha các bạn, cho mình sợ cay lắm, thích thì thích cay nhưng mà sợ bớt khổ quá, bớt khổ hơi cay các bạn. Hành nha các bạn. Tỏi luôn không? Tỏi luôn. Hành này mình cũng đâm luôn nha. Rồi mình sẽ đâm. Để đâm cho dễ thì mình sẽ bỏ vào đây một ít muối nha các bạn. Chút xíu thì mình sẽ không có thêm muối nữa. Khi ướp mình không thêm muối này nha, mình bỏ vào đây nó dễ đâm. Mình sẽ đâm nha. Cắt ớt khúc khúc mà chút xíu mình bỏ vô cho nó đẹp.
đó, vừa đỏ vừa xanh đẹp ha. Cái này là mình đã đâm rồi các bạn ha, đó là đâm ớt này, đâm tỏi này, đâm hành này, hành tím, hành cọng nè, thì đó tất cả là đâm rồi đó các bạn. Còn muối á, thì đáng lẽ bỏ vào đây nhưng mà hồi nãy mình đã đâm vào đây rồi cho nên mình khỏi bỏ muối nha, không cho mặn. Mình sẽ bỏ một muỗng là cà phê bột nêm, đây là đường phèn nha các bạn. Mình muốn cái vị nó thanh cái là mình một muỗng canh cà phê đường phèn, một chút xíu bột ngọt thôi các bạn ha, 1/4 bột ngọt và 2 muỗng nước mắm nha các bạn. Đó, mình bỏ vào đây. Đồng thời ớt hồi nãy là mình bỏ ớt sừng, nó cũng không cay cho nên mình muốn bỏ một chút ớt tương ớt nha, 1 muỗng cà phê tương ớt thôi. Bây giờ mình chỉ việc là quậy lên mà thôi, trộn nha các bạn. Đây là cái thịt nè, sườn á các bạn, mình đã dầm hồi nãy giờ cũng 10 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ là vớt ra nhé các bạn. Mình sẽ vớt ra. Đó, thấy không? Các bạn ơi, mình sẽ lấy cái nước sốt này đổ vào đây nhé. Mình sẽ là ướp. Ướp kiểu này dễ thấm hơn đó mà. Rồi mình sẽ ướp vô. Thơm gì? Nghe mùi gia vị thơm. Thơm á. À, rất thơm hơn. Hồi nào mình nấm, hồi nào mình nấu là mình cũng làm vậy nè. Ướp vậy đó. Thì nó sẽ là ngon. Đó. Mình để đây nha các bạn. Đây là dầu ăn nha các bạn. Mình sẽ bỏ vào chảo là 2 muỗng dầu ăn, từ 1 rưỡi đến 2 muỗng. Đó, các bạn. Cái muỗng, cái nắp này nó che cho nên thấy gì hết. Rồi thêm nha. Chứ được 2 muỗng. Mình bỏ hành và tỏi vào đây cho thơm thôi. Cho thơm. Rồi mình sẽ xào xóm, ở khóm nha. Rồi mình xào khóm nha. Bỏ khóm vào nè. Đồng thời mình bỏ vào đây 1 muỗng đường nha. Đường phèn nha các bạn. Rồi mình cứ xào để cho cái đường này nó thấm vào khóm ha. Để khi mình kho lên thì mình ăn cái miếng khóm á, nó có cái vị chua chua ngọt ngọt ha. Rồi có cái mặn mặn béo béo của cái thịt nữa là ngon lắm. Phải các bạn, mình nói đúng không? Nó đẹp, không có cái màu nó đỡ hết rồi đó. Thịt nó có sẵn lại rồi. Nó sẵn lại rồi, mình không biết đi. Thịt nó thấm rồi đó. Được rồi nhé các bạn. Mình sẽ chút ra cái tô lại nha. Rồi. Một chút mỡ ở dầu nhé các bạn. Chút dầu thôi. Đáng lẽ không bỏ nhưng mà mình nghĩ là cái thịt của mình á không có mỡ cho nên mình thêm một chút dầu cho nó có cái vị của béo cho nó ngon đó. Và khi bỏ vào thì mình cho một chút tỏi và hành vào nha. Tỏi và hành đã thơm rồi nha các bạn, cho nên mình sẽ bỏ cái thịt này vào.
sườn ngon lắm. Chất lượng lắm. Mình cứ đổ nước nha, mình đang cuốn nha các bạn. Dần một chén nè, một chén rưỡi nha các bạn. Mình muốn có nước nước để mình chấm rau đồ ăn các bạn, hay là dưa leo ăn các bạn, cho nên mình thêm một ít nữa đó các bạn. Thì các bạn lưu ý khi mà mình xào này, xào thịt đó, thì xào cho nó cạn nước nha, cạn không phải cạn khô mà cạn vừa vừa xích 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 thôi ha các bạn, để cho cái gia vị đồ nó thấm vào trong cái xương cái thịt nha. Và khi đó thì chúng ta mới đổ nước vào thì ngon. Các bạn ơi, mình bỏ vào đây là nước đường nhé, nước đường màu á, mà mình đã kho mình đã nấu bằng nước dừa đó các bạn. Nếu mà chúng ta kho thịt hay là kho cá gì mà không có mà cái mần này thì nó không có đẹp mắt một chút nào hết ha, và nó không có ngon đó, các bạn thấy không, bỏ một chút rồi đó nha. Bây giờ mình sẽ để nắp lại để cho thịt nó mau mềm, và đồng thời là mình để lửa nhỏ lại. Nước cũng càng cạn nữa mà. Nó cạn chút xíu nữa đó các bạn, cũng mềm mềm rồi đó các bạn. Đó các bạn thấy không? Xuống nữa. Bây giờ mình đổ khóm vào nha các bạn. Rồi. Cái món này à, chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn lắm à. Nó béo. Thế còn nếu ăn thịt không thì các bạn thấy là ngán lắm nha. Mình có cái gì mà nó thêm vậy này, thì chỉ có là khóm thì nó phù hợp à. Mà không biết là các bạn thấy là có món gì phù hợp chỉ cho mình với nha. Cứ bình luận ở dưới video nha các bạn. Cái bình luận ở dưới video, có cái gì thì các bạn cứ nói để cho mình học hỏi. Tiêu mà thơm nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ thì mình cũng có thể là tắt lửa và để mình múc ra dĩa nha các bạn, trình bày cho các bạn thấy nha. Đó. Đó. Nhưng mà mình quên một cái là mình bỏ ớt vô nữa chứ. Ớt này các bạn, đó. Đẹp chưa? Cho xanh xanh đã đỏ mà. Màu cái đẹp thôi, chứ còn thịt thì không cần bỏ lắm. Cái dĩa thịt sườn heo kho với là khóm nha các bạn. Nhìn thì hình thức là thấy bắt mắt rồi đó phải không các bạn nè. Đây là màu của thịt
Và đây là màu của khóm kết hợp với ớt xanh, ớt đỏ cũng tạo cái dấu ấn phẩm các bạn ha. Vậy bây giờ mình sẽ xem chất lượng nó như thế nào nè. Mình sẽ nha. Thôi mình ăn miếng khóm cái đây đi. Thấy khóm lại ham quá. Mời mà. Mời các bạn nha. Đây bây giờ mời các bạn nè. Đây. Mời các bạn cùng với mình thử cái miếng khóm này như thế nào nha các bạn. Ngọt ngọt, chua chua, mặn mặn nữa các bạn. Ngon quá, rất ngon. Bây giờ mình thử một chút thịt. Thơm ngon mà. Ngon lắm các bạn ơi. Này, mình lấy miếng thịt nha các bạn. Lấy lại cho mình đàng hoàng. Rồi, mình sẽ cắn một miếng nha, mời các bạn nè. Rồi, mời các bạn ơi, các bạn dùng với mình cho vui nha. Rồi. Vừa chín ngon. Ngon. Thịt mềm, xương còn giòn giòn, cái sụn giòn giòn, ngon quá. Rất là ngon, ăn cơm nữa là ngon lắm các bạn ơi. Thử miếng nước không ạ? Thử miếng nước ha các bạn. Qua với công thức như vậy là mình đã vừa ăn chưa? Mời các bạn nha. Đó, mời các bạn nè, đây. Rồi, phải nói vừa rồi các bạn ơi. Với công thức vậy là mình nêm như vậy là vừa rồi đó. Và hồi nãy là mình mới bắt xuống, gần bắt xuống thì mình có bỏ chút xíu muối nữa thôi. Rồi, là qua như là vừa, ngon, rất là ngon. Mời các bạn về nhà làm cho gia đình cùng ăn nha các bạn nha. Rồi thưởng thức cái món của các bạn làm nha. Rồi mình cũng rất là cảm ơn các bạn từ đầu đến cuối đã xem cái video của mình, tạo cái động lực để mình giúp mình vươn lên, cố gắng để vươn lên các bạn. Và các bạn thấy video mình hay, nhớ cho mình cái đăng ký, like, chia sẻ cho hai mẹ con mình có nhiều động lực làm những video tiếp theo nhé các bạn. Xin chào cả nhà tại đây nha. Xin chào các bạn, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an lành luôn luôn với các bạn, đến với các bạn.